Ủa này là... để phải lấy sách cục được. Chết từ đi. Coi chết, cục này có gì. Chết. Chết. Hello. Yeah. Hết vãi. Làm phát một ra luôn. Vô. Tưởng tôi chân lạnh là ngon thôi chứ. Ok. À, mày cần cái gì? Sách dây 22. Trời ơi, một con sữa chữa nữa kìa. Tờ heo. Không, không thể tin được. Chúng tôi cũng không thể tin. What the fuck? Creep. Ủa? Con phải. Ủa cái đền này nè là con cá là có mấy con hay chỉ có một thôi? Ba con, biết là nó giết mấy con rồi. Em mới thấy có con ở giữa đền thôi là còn lại mấy. Ai? Holy shit. Holy shit. Tiền vẫn đi theo luôn. Bon. Đấy, ôi, ở đây đấy. Ôi trời ơi, đào đúng hố rồi, đào đúng hố rồi. Bây giờ cứ thoát ra thôi, không biến. Ủa cái spawn là mình đấy, đập cái gì mà em rồi đấy. Đây kìa. Này. Biến đi. Hết mía rồi, trên đây còn mía không ta? À đây còn nhiều. Ngon. Ủa lần duyên cái này hết phết luôn. Hết bồn. Saga! Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VNCraft và Jenny đây thì chúng ta đã xây được mặt trước ở này, mình ở lúc off cam đã xây được mặt trước của cái khu vực này. À, khu vực nhìn qua đây, các bạn đã thấy một số cái thay đổi ở phía kia ở phía kia nữa, đó là chỉ có vỏn vẹn trong bao nhiêu? Một ngày rưỡi, không ta? Như vậy à, nếu mà lấy không nhầm thì một ngày rưỡi. Thì tất cả cái đống đó đều là đá đỏ. Đúng đó, mấy farm gà và cái này là farm thôi, chỉ đơn giản cái farm lúa lung tung thôi, còn kia là mấy farm gỗ. Nếu bạn không biết thì chúng ta tí hồi chúng ta sẽ sang đó xem. Ở phía sau cái chỗ mấy farm gà, các bạn thấy cái gỗ bạch dương đó là mấy farm lúa, quên với mấy farm mía. Ok, auto farm mía luôn, auto hoàn toàn luôn. Nói chung cái khu vực đó là khu vực spawn point. Spawn. Nói chung đó là khu vực spawn, hiểu không? Có nghĩa là cái khu vực đó lúc nào nó cũng hoạt động hết, lúc nào cũng loát hết. Ok, thì nếu mà không có người ở đó, mặc dù không có người ở đó thì cái khu vực đó vẫn cứ xuất hiện, nó vẫn cứ ở đó, nó không biến mất. Nên cái chỗ đó sẽ luôn luôn hoạt động. Ok, mình sợ cái chỗ đó sẽ lắc mấy chú thôi. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cái khu vực này chúng ta. Đây mình đang thử nghiệm hai cái. Oh shit, trời tối à, mưa. Ở đây mình đang thử nghiệm hai cái cách nhìn một cái này hay là cái này. Nói chung là mình phải chọn thiết kế nào đơn giản một chút xíu, đừng có quá cầu kỳ. Thiệt luôn, đơn giản mà ý là nó cũng không được đẹp thôi. Ta phải lên lấy cái đó. Chúng ta sẽ phá cái hàng này đi rồi, bởi vì cái hàng này là cái sàn nè. Chúng ta sẽ phá, hàng cần phá hàng này đi. Fuck. Ok, ta sẽ đặt nó lên. Oh shit, khu này chưa đặt hết hả ta? Rồi cái này sẽ nhanh thôi, yên tâm. Việc hôm nay làm chỉ là, ui đơn giản. Hôm nay làm chỉ là ta phần làm sao để cái cổng này nhìn cái cách đẹp nhất. Hôm trước thì chúng ta đã làm cái cổng bên kia mà mình cảm thấy nó hơi thấp. Mình đã nâng cái cổng bên này lên thêm 2 ô phải không? 1 ô, 2 ô. 2 ô. 2 ô. Chúng ta có thể đi vô trong bên này, trong này. Thì mình thường thấy ở trong mấy cái phim kiểu oh shit, không có đuốc. Oh god, rồi tối hôm qua. Hồi tối hôm qua mà tại mình không quay thôi, tối hôm qua là cả một vấn đề to lớn. Chúng ta coi có đuốc không nào. À có nè, hai cái luôn. Ok, sẽ craft ra cái vậy. What?
1. Tới thời grab này là đúng, ok. Rồi, cái này là nguyên liệu không? Ok. Rồi, nó sẽ làm một tí đuốc ở đây. À, các bạn sẽ thấy Mending. Trời ơi, 5 dòng, dòng Mending. Mending, Mending. Và cái mũ chưa có. Cái mũ chưa có Mending. Cái mũ như không ghép được Mending sao không, mình không biết nữa. Mình đặt vào cái đe nó ghi là too expensive. Yes. Quá mắc. Mong là ta sẽ ép được. Những dòng Mending này là chúng ta có một con thằng dân làng phía kia đó, ở trong gà nhạn gà mình đã đưa nó về trong cái stream của ông Jun ấy. Ow, may quá không bị sao. Stream của ông Jun ấy thì ổng hồi phục cho được ba thằng dân làng, ba dân làng Mending. Mình chôn một thằng đem về đây. Thấy nên đục một thằng đó không? Ôi 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 ôi. Cái này nó có đi ngang qua được không? Ôi ôi vẫn ngang rồi. Úi giời. Mày ấp mày à bưởi. Ngon vô. Ờ nhanh quá, đánh phát. Hit and run này. Ô ô ô ô ô ô ô. Ha. Chết ngắt. Ok, chúng ta được thêm cái quần què nữa. Ok, chiêu chiêu ôi dạ phụ rồi chiêu em ta nên cẩn thận coi ngóng mấy cái thanh niên gọi sao ta mấy thanh niên creeper nên thử sẵn số cái này. Mình còn có 20 cái đá này thôi, có lẽ chúng ta nên đã đến lúc chúng ta phải đổi. Gọi là sao ta, phải đến lúc, đã đến lúc là chúng ta phải đổi cái nguyên liệu, cái nguồn nguyên liệu để làm cái công trình này. Mình cũng phải đang suy nghĩ cái đó. Chúng ta cũng phải suy nghĩ nhiều. Ok, chúng ta sẽ lên nóc của cái đó, chúng ta coi thử coi chúng ta có thể làm được gì trên đó nha. À, phải là lấy gì lên này. Christian Stone, yeah. Ok. Lại nè nè. Ok, yes. Cá đâu, chơi tiết cá được rồi. Khu vực này chúng ta cần làm gì? Bởi vì đơn giản mình thấy nó chưa được hoành tráng lắm, ý là nhìn ở bên hông thì cái này có vẻ tạo ra một cái sừng hay gì đó. Ok, nhìn nó khá là hổ báo. Còn cái phía trước này thì không, phía trước này mình chưa thấy. Để mình coi coi sẽ làm gì đối với cái phần phía trước này. À shit. Có thể làm gì với phía trước này đây? Có thể cho nó hổ báo thêm sừng, sừng hay là gì đấy. Các thể gọi nó là cái gì. Ok. Để coi. Còn cầu thang mà đúng không? Đấy. Đây là cầu thang. Đây. Đây nó sẽ loại bỏ hai cái đuốc này đi. Mình giống châu chấu. Ok, chỗ này là bỏ này đây được không? Bỏ này ở... À, shit man. Ở đây. Rồi, để coi. Nó sẽ bỏ thêm cái nữa. Mình mong cái đó nhìn sẽ được. Cái này chỉ là nhắm mắt làm bừa thôi. Wow, quá wow, thôi vậy cũng được. Nhưng mà thực ra thì cũng không ai thấy được cái góc này. Á, à, rất chậm đấy. Cái cũng không ai thấy được cái góc này đâu. Nếu có thể chúng ta có thể đổi màu được. Có. Sẽ. Có cái này là nào dạ. Ôi lắc. Vậy thế lắc. What the hell? Mình tính nhảy xuống rồi biến qua đây luôn, làm chỗ nào dịu và phộng nó lắc. Bắt trời mưa man. Ok, chúng ta sẽ ngủ cho trời nó bớt mưa đi. Ông kia thoát rồi. Nhóc kia mới vô thoát rồi.
The guy let slip. Mấy bạn bảo là sao nó quay một lượt xây hết luôn đi bất tập rồi tắt cắt ra từng tập, what the fuck. Để sử dụng cái bone meal bone này, bone block. Mình không nghĩ đó là ý kiến tốt, không có đủ thời gian để làm mấy cái lung tung kính đâu hết rồi, what the fuck, chỉ có màu tím thôi hả. Chúng ta sẽ lấy một thôi, chúng ta sẽ lấy hai cái luôn thử coi. Không có thời gian, đủ nhiều thời gian để làm mấy cái đó. Rồi coi nào, phải có cái gì ở đây. Go block, ok, go block. Chúng ta sẽ lấy một cái lapis. Thôi lapis ra. Diamond. Nope. Block of coal. Chờ có đống cái đó mà sẽ để rồi. Ok. Không có gì hết. Có cái nào ta có thể sử dụng một số cái nguyên liệu ngoài luồng. Green wool. No. Oh fuck luck. Ok. Rồi mình sẽ cho bạn thấy cái thằng nhân làng Tít Mendin. Mendin khá là lợi. Có thể có một đống ai. Chưa đủ, chưa có ai, what the fuck. Ở đây có vẻ FPS nó hơi bị tụt. Oh wow. Chết rồi. FPS mình mà còn tụt thế này thì mấy chú chắc banh luôn quá. Ok, ta có một số đó ở đó. Và mình còn phải ăn trước đã. Sẽ đi một đoạn như này tiếp. Đây chỉ là mấy farm đơn giản thôi. Như cái này vẫn được bật thì vậy. Không không, cái này nó là tắt nè. Ở đây là cái máy farm gỗ. Bạn chỉ đứng ở đây và bật cái farm lên rồi đặt cái mầm vô đó là nó sẽ đẩy dày tới đây là hết cỡ nè, đây là max. À, nhìn dày đúng không, nhìn xuống vãi cái đây. Ở đây có một cái thang máy, nói chung dưới đây chưa có xây. Bạn Mr. Bảo Ngọc gì đó chưa xây. Yes, thang máy. Ok, nó chỉ là cái thay đổi do nhỏ stream rồi. Let mắt chân luôn. Giá mà chúng ta có nhiều đá, có thể hình như là có ai đó để đá đâu đây, tại vì cái máy phăm đá ngay bên cạnh luôn, có thể có đá đâu đây nhưng mà vậy như là không có. Alright mà. Rồi ta sẽ quay lại cái khu vực đó, nó nhìn luôn what the fuck, nhìn như con cào cào á, chuồn chuồn con cào á, vẫn không như ý mình muốn, hiểu không, muốn cái gì đó khác khác hơn, vẫn không được như ý. Để coi nào, ta sẽ làm gì với cái này đây. Cái nó sẽ lên lại trên đó, nó vẫn không như muốn, như mong muốn. Phá cái đó. Mình nghĩ là vậy cũng được. Ok. Được rồi. Ở bên này thì chúng ta sẽ đổi cho nó một cái màu khác. Tạm thời lấy lại nha. Cho hợp cái màu khác đi. Ơi giời ơi, what the fuck này, đậu phộng té khá té xuống dưới. Ok, cho cái màu khác. Đây nói chung là đây đi. Ok, nope. Như thế mình tưởng tượng là như thế. Không, theo mình tưởng tượng nó sẽ chui xuống dưới
rồi có một cái block vàng ở đó để cho nó nổi bật thêm. À, tôi tìm cách xuống có số nước không? Không. Of course. Ok, chúng ta sẽ tính đến vụ đó sau. Xin lấy cái này bọc lại. Được rồi, chỗ đó sẽ không ai thấy đâu. Ok. Nó cần lên cái chỗ đó lên nữa không? Mình muốn nó lên nữa. Lắp. Kia đâu rồi? Đây. Rồi thêm một cái nữa. Lên và đây. Rồi. Sẽ chắc là sẽ tốt thôi. Rồi nó phải tìm cách cho nó ở dưới kia. Coi chúng ta không có cái xô nước ở đây. Đen thật chứ. Rồi ta sẽ bỏ vào một đó. Oh shit. Lắp vào đó. Nấp. Lắp vào đó. Ok được rồi ạ. Ta ta. Ok. Sẽ bỏ này vô trong đây. Rồi mấy cái ở trong đó ta sẽ tính sau. Rồi ta sẽ bỏ cái này đi được rồi. Ow. À, thích block vàng. Block vàng trang trí ảo diệu. Được rồi, và mấy cái bên này, mấy cái phần này mình sẽ sao ta? Nói sao cho nó hợp lý ha, mình sẽ cho mấy cái banner. Yes, banner. Banner không biết xài màu không, để mình coi coi. Banner xài mấy cái vuông màu. Các bạn để chờ mình một tí. Để mình coi coi cái banner thế nào. Ow. Extreme thì hơi phải. Hơi quá. Tại dạo gần là xài nhiều đá đỏ quá. Ê, cái chỗ này nó mắng banh luôn. Mà cái giống mình đang quay. Để bất cứ cái gì. Stream. Ok. Tắt đi rồi. Cũng vậy. Có sắt không để anh ta có thể cắt được mấy thứ. Ê, có hai cái sắt. Ta còn bốn cái bát vàng, có nghĩa sẽ còn dư một cái nếu làm ở bốn cổng. Sẽ trang trí một cổng trước, mấy cổng kia chúng ta sẽ ôi what the hell, mấy cổng kia chúng ta sẽ copy lại. Ôi rồi, chuyện gì lắc. Được rồi, chúng ta thử cắt mấy thằng quỷ này coi. Như mình cắt lố một thằng bên kia rồi phải. Chính ra coi. Yeah, yeah. Ok. Hết gậy rồi. Mấy con chó của mình biến mất luôn rồi. Kiểu mấy chó mình nó cứ dịch chuyển theo mình rồi xong nó ngồi đâu đó luôn. Ok. Ra ngay đây. Rồi. Trời ơi, hai cái màu giống nhau vậy sợ quá. No. Vậy thứ mình muốn. Có màu đen không? Có con cừu là màu đen không? Nếu màu đen thì nó có thể dễ hơn. Không có con cừu là màu trắng luôn chứ. Ok, cắt hết. Bỏ này xuống. À, bỏ này xuống một tí. Cho xin. Cạo lông xong cái đầu nó đổi màu luôn mà. Tại khu vực này đá đỏ nó dồn vô một cục á nên nó bị lắc. Nên bảo anh em kia xây giãn ra. Thôi chúng ta đang tính làm cái gì vậy trời. Được rồi, mình sẽ đi tham khảo một số banner nước ngoài. Cái coi. Ok. Mà vậy là đủ rồi.
Rồi chúng ta có thể bắt tay vào làm cái đống này. Chung cũng được đi, nhìn nó giống chữ U á. Ok, ta đã có làm đủ cái này rồi, tốn khoảng tầm 15 phút thôi. Chúng ta cần phải đào thêm cát rồi đồ, rất là nhiều công việc. Cát đỏ thì không có nhiều, ý là không phải là không có nhiều, mà để kiếm được nhiều chúng ta phải đi xa. Cát đỏ ở bên tận cái bao đất sét á, cái môi trường đất sét rồi khó khăn. Rồi cái này may mắn có cái ở giữa nên chúng ta có thể chỉnh được cái ở giữa đây. Cần tăng sẽ làm chữ P, P và chữ V, P V P. Được không? Vậy được không? Khu vực P V P. Nếu mà có ai sẽ hiểu. Mong sẽ có người hiểu khu vực PvP. Những gì chúng ta cần góc này gì? Cái đèn. Hai cái đèn ở hai bên. Và có thể cái đèn ở phía trên đó nữa. Ok. Rồi. Chúng ta có thể phá cái khu vực này đi rồi. Không cần thiết cái đoạn đường ở giữa này. Không cần thiết, không cần thiết. Ok. Rồi, nó sẽ để này ở đây. Ok, chúng ta cần gọi là phân tách cái khu vực đó ra. Không phải phân tách như thế. Shit. Ok. Lên, lên. Rồi này đó. Lại nữa. Lại phải lên sửa tiếp. Đê. Fuck, mình vừa đập gì ở đây vậy? Đây đúng không? Đó, và cái này ở đây. Đập lại y chang ở bên này. Ê, đó. Thật nào. Đây, và đặt cái này ở đây. Được rồi, có thể bỏ cái này ở đây và kẹp một cái block bự bự gì đó ở đây. Ôi dồi, phải cái tưởng tượng. Ok, để bựa. Đó, chúng ta có hai cái block bựa phân tách hai bên. Nếu có thể ta sẽ làm thêm block nữa. Tinh tinh. Có lẽ cái này phải đá phát sáng mới phải. Nhưng mà tạm thời chúng ta đang chưa đá phát sáng. Nếu, rồi mình cứ đánh dấu vậy trước đi. Nếu mà nhìn đẹp thì giữ lại. Còn nếu muốn thay đổi thì coi như cái đó là cái chỗ để ghi nhớ. Chỗ để chúng ta ghi nhớ cái khu vực. Rồi chỗ này có lẽ phải làm thêm này. Chưa phân tách hẳn. Ok, nhìn cũng khá là ổn rồi. Khá là ổn rồi đó. Rồi, nó sẽ tiếp tục ngủ. Thằng quỷ kia. Dân làng. Chụt. Where the hood. Yeah. Hai cái giường luôn. Ok,
để tiết kiệm. Ui giời ơi, nhiều dữ lắm thế này, lắm đồ thế này. Để mình để đây, đang nó rác không thế này. Không là rác. Ok, ta sẽ bỏ cái thứ chưa cần thiết. Red Wool ngứa mũi bạn. Trời ơi, mệt cả người. Ok chưa? Rồi á, ngay là làm được một tí tí rồi đó. Rồi, cái khu vực bên này thì chắc không cần nhiều đâu. Cần làm nhiều. Rồi bên kia chúng ta cần lặp lại nữa. Rồi, hôm nay làm được một ít nhưng mà cũng tốn khá thời gian. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ xuống ao. Rồi, cái chữ PVP nhỏ nhỏ rồi, chúng ta có thể dừng lại ở đây. Và chắc các bạn coi thì các bạn chỉ có một tí thôi nhưng mà mình cũng tốn khá thời gian rồi. Hãy nhớ đón xem tiếp theo và để lại một like. Quên, hãy nhớ để lại một like. Các bạn nhớ vào đây. Để cập nhật những video mới nhất, hãy vào đây.